Trong 1 phút 30 giây, một người đeo tai nghe, một người nhìn đề bài, sau đó diễn tả bằng lời nói cũng như hành động để người còn lại phán đoán và gọi tên chính xác cụm từ được đưa ra. Một cụm từ chính xác được 10 điểm, sai bị trừ đi 10 điểm. Người chơi được quyền bỏ qua đối với cụm từ chưa tìm được đáp án. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với vòng đầu tiên của bí ẩn thông tin được mang tên Ai hiểu ai hơn. Chỉ có 1 phút 30 giây thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Sáng, sáng, ngôi sao sáng. Ngôi sao sáng, 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 ngôi sao sáng. Sáng hơn. Hơn sao. Hơn sao. Cái gì? Sáng hơn sao. Sáng hơn sao. Tiếp luôn, tiếp luôn. Nhanh nào, nhanh nào. 4 chữ. Có chí. Có chí. Có chí. Thì nên, thì nên. Thì nên. Nên. Yes. Tiếp luôn, tiếp luôn. 4 chữ luôn. Lạ. Lạ nước. Lạ nước. Lạ nước. Lạ nước. 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 Nước trứng. Nước trứng. Trời ơi. Lạ nước. Lạ cái. Cái gì? Lạ. Chữ lạ đúng không? Lạ nước. Cái gì? Bỏ qua đi. Không. Ngân. Trời ơi. Ôi. Tiêu rồi. Ôi tiêu rồi. Tôi. Tôi. Yêu. Yêu. Rồi. Rồi. Yes. Còn 15 giây nữa, cố lên. Mặc áo. Mặc áo. Xanh lá. Xanh lá. Cái gì sexy? Xanh lá. Xanh lá. Mặc áo tránh ra. Xanh lá. Xanh lá. Xanh lá. Tránh ra. À, xanh lá. À, xanh lá. Mày, mày xa lánh. Hết xa, giờ. Xa lánh. Đó kìa. Bị xa lánh. Đúng. Ok, cảm ơn các bạn. Chờ đón xem Tuyền Tăng ghi nhớ được bao nhiêu đáp án hợp lệ. Đầu tiên là có chí thì nên. Mặc áo xanh lá bị xa lánh. Yes. Sáng hơn sao. Tiếp biết nhiều mà. Bạn chỉ còn 10 giây thôi. Tôi yêu bạn rồi. Gần giống, gần giống. 3, 2, 1. Hết giờ. Dạ rồi, xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ những đáp án đó nha. Xin mời đáp án đầu tiên. Sáng hơn sao, chính xác, cộng 10 điểm. Tiếp theo. Chắc bị trừ chết luôn quá. Có chí thì nên. 2 đáp án đúng. Đáp án thứ 3. Lạ nước lạ cái. Như vậy là đáp án này chưa được ghi điểm. Tiếp theo nào. Ôi tiêu rồi, tôi yêu rồi. Mà tôi yêu bạn rồi là chưa chính xác. Bị trừ rồi. Bị trừ điểm rồi. Còn 10 điểm. Tiếp theo. Mặc áo xanh lá bị xa lánh. Yes. Bạn đã nói ra đáp án này trong khoảnh khắc thời gian đã hết rồi. Vậy thì sao ạ? Thì không được tính là hợp lệ, thật là đáng tiếc. Thì như vậy trải qua tất cả những đáp án đó, các bạn vẫn có cộng thêm 10 điểm cùng với 20 điểm tặng là 30 điểm. Chúc mừng hai bạn. Thì sao thì áp lực tâm lý của đội thi đầu tiên nó luôn nặng nề hơn. Chờ đón xem hai chị em Song An sẽ vượt qua như thế nào nhé. 1 phút 30 giây bắt đầu. Tỉnh như sáo. Nói lớn lên. Ừ, ba chữ. Tỉnh như sáo. Tỉnh. 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 Tỉnh tàn. Tỉnh như sáo. Tỉnh tính sao. Tỉnh như sáo. Tỉnh. Đạo. Như sao, con sáo. Sao. Diễn tả. Diễn tả lên. Tạo sáo đi. Sáo. Sao. Sáo. Sáo. Tỉnh tính sáo. Tỉnh như sáo. Tỉnh tính. Tỉnh tính sáo. Tỉnh như. Tỉnh như. Như. Tình bằng. Như. Ba. Tiếp đi. Đổi đi, đổi đi. Đất lành chim đậu. Đất lành. Đất lành chim đậu. Đất lành chim đậu. Ok, ok. Tiếp đi. Gà trống nuôi con. Gà. Gà. Gà trống nuôi con. Lá. Gà trống. Gà. Gà đâu mà gà này. Lối. Gà trống nuôi con. Lạc sống cô đơn. Gà trống. Lạc sống cô đơn. Nuôi con. Nét thì nét này. Tiếp đi. Đụng là trái. Đụng. 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 Đúng. Là trái. Cháy sao? Cháy. Cháy luôn. Cháy. Đụng cháy. Đụng là trái. Đụng là sáng. Cháy. Sáng. Đụng sáng. Ba. Đụng là trái. Hết giờ. Công nhận đúng là song sinh khác trứng thiệt. Cũng khác suy nghĩ luôn. Bắn Bluetooth thì mà khác hệ điều hành hay sao. Để bắn bên kia không nhận được. Quan trọng bây giờ bạn nhớ được bao nhiêu đáp án. Có khi hồi nãy tung hỏa mù sao. Để bộ mình đoán sai cái giờ thôi, lại đúng hết mới hết hồn nè. Nha, là mọi người giật mình nào nghe cưng. Đất lành chim đậu. Rồi, đất lành chim đậu, xin mời đáp án có phải đất lành chim đậu không ta. Chính xác. Cộng 10 điểm. Tiếp theo. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. Không nhớ gì hết trơn à. Dạ đúng con câu à. Coi lại toàn bộ những đáp án nha.
Đầu tiên là tỉnh như sáo. Tiếp theo đó, gà trống, trời, người ta tả con gà muốn người trống. Ta là dày quá trời luôn. Ồ, nè bên đây cũng hỗ trợ nè. Còn tôi con chim hả? Tiếp theo đúng là trái chạy là đúng không? Cái câu này khó, câu này khó thật. Thôi dù sao cũng chúc mừng các bạn cũng rất là thận trọng ha. 20 điểm tặng cùng với 10 điểm bởi đáp án duy nhất vừa rồi cũng là hợp lệ, cũng là 30 băng với đội nghệ sĩ. Chúc mừng đội Song Sinh.